Hoàng Thịnh, cú đá rất tốt và tỷ số là 2-2. Pha dàn xếp đá phạt rất hay của các cầu thủ FC Thanh Hóa và hai đội lại phải làm lại từ đầu. Người đẩy đường bóng cuối cùng là Hoàng Đình Tùng. Trước đó thì Đình Đồng đã chạy lên để làm đỡ tóc giả. Hàng thủ của Thăng Quảng Ninh đã bất ngờ